Kính chào quý vị và các bạn. Minh Hải đọc truyện ma kinh dị Chuyến xe ôm kinh hoàng. Thưa các bạn, vào một ngày giữa tháng 9, tôi có việc qua Phước Long, Phước Bình. Tình cờ tôi gặp một người bạn cũ, anh ấy tên là Phú. Và gia đình anh ấy sống ở xã Đa Kia, Phước Bình, Phước Long. Bình Phước mùa này trời cũng nắng. Khí hậu ở miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa, mưa và mùa nắng. Nên cũng có nhiều lúc những cơn mưa bất chợt. Trời Phước Long hôm nay thật là nắng gắt. Tôi và anh Phú bắt tay nhau rồi cùng nhau ngồi lại một góc quán. Và góc quán này có một chiếc bàn tròn đặt bốn cái ghế. Hai anh em ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Buổi trưa khách cũng thưa dần, nhìn xung quanh bốn bề cũng thật là yên lặng. Anh Phú gọi một ly cà phê sữa, còn tôi gọi một chai nước suối. Giữa buổi trưa uống một ngụm nước suối ướp lạnh thật là thoải mái. Tôi ngước nhìn anh Phú, thấy anh già và gầy đi nhiều. Anh hơn tôi 4 tuổi. Và tôi hỏi thăm công việc làm ăn. Gia đình của anh bảo anh được 3 người con, 2 trai 1 gái, một đứa vào đại học, một đứa đi làm xí nghiệp và còn một đứa đang học phổ thông. Vợ anh thì làm trong hãng hạt điều, còn anh hiện giờ đang làm thợ hồ. Và xây nhà ở gần quán nên buổi trưa anh ra đây nghỉ uống nước rồi đầu giờ chiều bước vào lại làm tiếp. Anh nói công việc khá vất vả vì cuộc sống nên cũng phải cố gắng. Trước kia anh làm nghề chạy xe ôm và anh phải bỏ nghề. Tôi hỏi lý do làm sao anh không chạy xe ôm nữa. Và bắt đầu mặt anh trầm ngâm. Nhìn tôi, anh uống một ngụm cà phê và rút ra một điếu thuốc châm lửa và hít một hơi thật dài. Rồi anh hỏi tôi, ông có tin chuyện ma không? Tôi trả lời rằng 50-50. Vì trên đời này tất cả những chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra. Những câu chuyện của tâm linh khoa học vẫn chưa giải thích được. Anh Phú uống thêm một ngụm cà phê nữa. Anh nhìn ra phía đường, con đường từ Phước Bình chạy về nhà anh xã La Kia khoảng hơn trên 5 cây số. Lúc trước anh chạy xe ôm từ nhà ra ngoài Phước Bình và đi các vùng lân cận, lên Phước Long, Bù Gia Mập, về Đồng Xoài, thậm chí chở cả khách qua đến Tây Ninh. Và anh rít một hơi thuốc thật dài, anh nhả khói ra, khói cuộn trắng bay vút ra trước mặt. Bắt đầu anh kể một câu chuyện mà anh nghĩ đến giờ này anh còn rất chi là ghê sợ. Và nó cứ đeo đuổi, ám ảnh anh suốt mấy năm trời. Anh kể rằng vào một ngày cách đây vài năm về trước, khoảng hơn 6 giờ chiều, anh từ Phước Bình chạy xe đi về nhà. Một ngày hôm nay anh chẳng có một cuốc xe nào. Từ Phước Bình vào xã Đa Kia, qua những vườn cao su, dân ở hai bên này rất thưa. Anh chạy xe giữa con đường nhựa, rừng cao su nhà nước, đi được nửa chặng đường và anh bắt gặp một cô gái. Cô gái trẻ đứng vẫy tay đón xe. Và anh dừng xe lại, nhìn xung quanh đây không có một ngôi nhà. Thật là vắng vẻ, sao lại có một cô gái đứng đón xe giữa đường vào giờ này. Nhưng trời cũng chưa tối hẳn nên anh tấp xe vào lề. Gần sát cô gái, anh quan sát nhìn cô gái. Cô này độ tuổi khoảng hơn 20 mấy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, tóc dài ngang vai. Nhìn gương mặt rất sáng, anh cũng không lo sợ gì. Và anh hỏi, sao giờ này cô đứng đây một mình không sợ gì sao? Cô gái cười một chút rồi chỉ tay về dưới vườn cao su, nói nhà em ở dưới đó nhưng xe hôm nay hư, em đi bộ lên đây để đón xe ra Phước Bình, anh chở giúp em ra đó nhé. Trời cũng đã gần tối, nhưng đường đi thì cũng gần khoảng vài 3 cây số. Nên anh đồng ý
sẽ chở cô gái ra Phước Bình. Anh đưa nón bảo hiểm cho cô gái đội lên đầu và quay xe. Anh hỏi cô gái, giờ ra Phước Bình cô đến nhà ai? Cô gái bảo, em đến nhà mẹ em, anh cứ chở em tới đó là được rồi. Tôi nói, giờ cũng tối rồi, chở đến đó, cô cho tôi xin 70.000 đồng. Cô gái cười và nhất trí, đồng ý lên xe ngồi đằng sau. Cô lên xe mà tôi thấy thật nhẹ nhàng như không có một người nào ngồi đằng sau vậy. Tôi hỏi cô tên gì, cô bảo em tên Lài. Và đêm tối đường ở đây cũng ít xe chạy qua lại, lâu lâu mới có một chiếc xe ô tô chạy thoáng qua. Và tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nhiều lúc chẳng thấy cô gái ngồi đằng sau. Tôi giật mình thì hỏi cô vẫn trả lời, giờ này với một giọng lạnh lạnh ghê ghê. Cô gái nói, chiều nay em gái tôi bị tai nạn ô tô, vừa mới chết, nên tôi lật đật chạy ra nhà mẹ. Cô gái vừa nói vừa khóc, và tiếng khóc tôi nghe thật man rợ. Tự nhiên tôi thấy đằng sau lưng lạnh buốt, và lúc đấy có một chiếc xe ô tô chạy thoáng qua. Tôi lại nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa, và thật là ngạc nhiên, cô gái không ngồi trên xe mà lại đứng đằng sau vẫy tay gọi tôi. Và tôi dừng xe lại, nhưng cô gái vẫn ngồi trên xe. Tôi tiếp tục cho xe chạy nhanh hơn, vì quãng đường này ra Phước Bình chỉ có hơn mấy cây số mà thôi. Chạy thêm một quãng nữa, tôi bỗng giật mình, thấy một người phụ nữ đứng giữa đường. Và tôi cho xe chạy chậm chậm lại, nhìn cho kỹ thì rất giống cô gái ngồi trên xe mình. Đến nơi thì tự nhiên mất hút. Trong đầu tôi lúc này đã miên man. Tôi vẫn nghe tiếng khóc thút thít đằng sau lưng. Lúc này tôi thấy trong người đã lạnh toát, mồ hôi ra rất nhiều. Tôi chạy xe cho thật nhanh hơn, và một lúc sau tôi cũng đã đến nơi dân cư đông đúc. Và lúc này điện sáng hai bên đường, cô gái vẫn ngồi đằng sau bình thường. Cô gái chỉ tay về phía ngã ba, nói nhà cô đã gần tới. Tôi chở cô tới căn nhà rất lớn, xây theo kiểu Thái. Xuống xe, cô gái gửi luôn cho tôi 100.000 đồng. Tôi mừng và cảm ơn rất nhiều. Và cô gái đẩy cổng đi thẳng vào nhà, tôi cũng không để ý làm gì giờ này nữa. Trong người mình bắt đầu đói bụng, tôi ghé lại một quán hủ tiếu bên đường, gọi ra cho mình một tô rồi ngồi ăn. Trời tối tại thị trấn Phước Bình thật là đẹp, có những cơn gió thoảng qua. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ lại chuyện lúc ban tối mình gặp. Và mình chỉ nghĩ tưởng tượng ra mà thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Ăn xong tôi ngồi uống nước và nghỉ ngơi một chút rồi lên xe ra về. Trời càng về đêm, tuyến đường này càng vắng vẻ, chỉ có núi rừng cao su hai bên đường thật là yên tĩnh và đáng sợ. Xe chạy qua khúc cua, gần tới chỗ lúc băng tối tôi đón người phụ nữ kia, thì thật bất ngờ, tôi gặp một người phụ nữ khác đang ngồi giữa đường, đầu tóc bù xù. Tôi thắng xe lại gấp, thấy trên người cô toàn là máu rất nhiều. Chắc cô này vừa bị tai nạn xong. Tôi cho xe nổ máy và rọi đèn thẳng vào người cô ta. Nhìn xung quanh bốn bề yên lặng, không một chiếc xe nào chạy qua hết. Tôi tới đỡ cô gái đứng lên để xem cô có bị thương chỗ nào không. Và khi cô ngước mặt lên nhìn tôi, thì trời ơi, đó là cô gái lúc ban chiều tôi chở ra Phước Bình, sao giờ lại có mặt ở nơi đây. Trên mặt và toàn thân đều máu, chân và tay cô không còn nguyên vẹn nữa. Lúc đó tôi chỉ biết hét lên một tiếng thật lớn, rồi nhảy lên xe rú ga, và chỉ biết nghe một tiếng ầm, và tôi bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm giữa bệnh viện. Vợ con đang ở bên cạnh. Họ nói tôi bị tai nạn xe nên nhờ người đi đường đưa tôi vào đây cấp cứu. Cũng may cho tôi chỉ bị gãy tay mà thôi. Anh kể đến đây, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn,
và ly cà phê cũng đã cạn. Anh nhấp một miếng trà đá, giọng rất buồn vì chuyện đó. Anh không thể kể ra, nhiều người nghe được vì họ chưa chắc đã tin anh. Anh chỉ nói cho vợ con anh biết. Và từ lúc đó trở đi, anh không dám chạy xe đi giữa ban đêm qua những đoạn đường vắng. Người phụ nữ đó cứ ám ảnh anh suốt mấy năm trời. Anh đành chấp nhận không chạy xe ôm nữa, chuyển qua công việc khác để làm. Hỏi anh 100.000 đồng cô gái đưa cho anh lúc ban tối như thế nào? Và anh cười nói đó là 100.000 đồng của tiền âm phủ mà thôi. Lúc anh khỏe dậy, anh liền chạy ra căn nhà xây theo kiểu Thái nằm gần giữa ngã ba Phước Bình để tìm hiểu thực hư sự việc như thế nào. Lúc anh đến nhà, gặp một người đàn ông trạc tuổi ngoài 60, mời anh vào nhà hỏi xem có chuyện gì không. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó có một người con gái đã đi vào nhà ông. Ông nói nhà ông chỉ có một người con gái, nó thi tốt nghiệp đại học xong, nhưng không may bị tai nạn chết. Anh ngước nhìn lên bàn thờ và giật mình. Thì đúng là người con gái mà anh đã từng chở trên xe Honda của anh. Và nơi cô đứng để đón xe là nơi cô bị gặp tai nạn, linh hồn cô chưa được siêu thoát. Anh đứng dậy xin ba nén hương, thắp lên bàn thờ cô gái, lạy ba lạy, rồi cúi đầu xin chào chủ nhà ra về. Tôi thật là người may mắn được nghe anh kể lại một câu chuyện thật là huyền bí. Tôi đứng lên bắt tay anh và cầu chúc cho anh và gia đình luôn luôn khỏe mạnh. Rồi tôi cũng ra về. Chiều Phước Bình ở nơi đây chuẩn bị đổ một cơn mưa thật lớn, trời âm u chuyển gió. Trên đường tôi đi, tôi suy nghĩ về những câu chuyện tâm linh huyền bí trên thế gian này, luôn tiềm ẩn, chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ sự tình. Trời Phước Bình, cơn mưa đã rút xuống.